Khi chúng ta nhắc tới những dòng xe côn tay Underborn ở phân khúc 150 đến 150 phân khối đang được rất nhiều các bạn trẻ Việt Nam chúng ta quan tâm thì không thể không nhắc tới hai cái tên quen thuộc và các bạn đang theo dõi trên màn hình ở đây là dòng xe Exciter phiên bản 1.5 của năm 2024 với một phiên bản màu đen bóng tiêu chuẩn được trang bị bộ tem màu đỏ đen cực đẹp và cuốn hút. Và song hành với nó, đối thủ cạnh tranh trực tiếp là mẫu xe Honda Winner X cũng là phiên bản mới nhất của năm 2024 và cũng là một phiên bản tiêu chuẩn màu đen bóng mới nhất các bạn nha. Và thông qua video ngày hôm nay, theo yêu cầu của rất nhiều bạn, mình sẽ đi so sánh cụ thể giữa hai mẫu xe này để các bạn có thể theo dõi được kỹ hơn và mức giá bán cụ thể trong thời điểm tháng 1 của năm 2024. Sau đây, mời các bạn cùng theo dõi trên màn hình. Top 5 xe chào tất cả các bạn click vào video của mình. Đầu tiên, top 5 sẽ gửi tới các bạn mẫu xe Honda Winner X trước đã để các bạn có thể nhìn ngắm trọn vẹn mẫu xe cũng như mức giá bán hiện tại của nó các bạn nha. Phiên bản các bạn đang theo dõi là một phiên bản tiêu chuẩn màu đen bóng mới nhất của năm 2024. Phiên bản này thì về cơ bản không khác biệt quá nhiều so với phiên bản của năm 2023, ngoại trừ một số cái mảng nhựa trên xe được sơn bằng màu xám đem đến cảm giác mới lạ hơn mà thôi. Đi kèm với đó, cái điều quan trọng nhất, trái tim của mẫu xe này chính là khối động cơ được tinh chỉnh lại, bổ sung thêm hệ thống bộ ly hợp chống trượt hai chiều hoàn toàn mới, đem đến những trải nghiệm thú vị hơn, côn số nhẹ nhàng hơn khá nhiều so với phiên bản của năm 2023 các bạn nha. Còn lại tổng thể thiết kế trên xe là không thay đổi quá nhiều, các bạn có thể nhìn một vòng xung quanh của xe. Với những cái trang bị trên xe này, như phần đầu xe thì gần như không thay đổi. Vẫn là một màu đen bóng trải dài từ phần ốp mặt nạ phía trước này, đến phần dè chắn bùn và lên cả hệ thống mão đầu đèn của xe. Tổng thể thiết kế thì khá là hầm hố, chắc chắn đem đến một trải nghiệm khá là thích thú luôn cho mẫu xe Honda Winner X này. Còn khối động cơ hiện tại dù được tinh chỉnh bổ sung nhưng vẫn cho ra công suất 15,4 mã lực, mô men xoắn vào khoảng tầm 13,5 Nm các bạn nha. Vẫn là cam đôi DHC 6 số. Các bạn có thể nhìn với cái màu sắc của năm 2024 đẹp hơn khá nhiều, đặc biệt là vị trí mỏ cầy của xe, rất giống những mẫu xe phân khối lớn luôn. Cái màu xám nó xen kẽ với màu đen nhìn cực kỳ là đẹp. Và hiện tại trọng lượng của xe cũng nhẹ đi một chút ít rồi các bạn nha. Mình sẽ soi một chút ở phần mặt đồng hồ của xe để các bạn có thể nhìn ngắm. Mặt đồng hồ Full LCD hoàn toàn. Các nút chức năng phím bấm thì tương tự như phiên bản cũ. Nội dung về nút chức năng phím bấm ấy thì có ít hơn so với mẫu xe Exciter trong thời điểm hiện tại. Khi Exciter được trang bị cả tắt bật động cơ, tắt bật đèn hazard đầy đủ luôn. Hệ thống đèn hậu phía sau của xe. Cái điểm nhấn quan trọng của mẫu xe này ấy, so với bản 2023 ấy, là vị trí đèn soi biển số phía sau được làm to hơn và được nhỉnh hơn so với dòng xe Exciter trong thời điểm hiện tại, chính là hệ thống đèn full LED 100%, khi mà dòng xe Exciter vẫn chỉ trang bị hệ thống đèn xi nhan của xe nhá, vẫn sử dụng bóng halogen mà thôi. Phiên bản mới lần này thì cặp mâm của xe được làm nhẹ hơn với cặp mâm 5 chấu, các bạn có thể nhìn trên màn hình luôn. Thay vì 6 chấu như trước đây nên nó sẽ nhẹ hơn chỉ vào khoảng tầm 122 kg cho tổng thể khối cân nặng của xe so với trước đây là 123 đến 124 kg cho các phiên bản. Các bạn có thể nhìn ngắm một lượt các góc độ, mình quay rất chậm và chi tiết. Điều đặc biệt là trong thời điểm hiện tại, mức giá bán của dòng xe Honda Winner X này đang là khá tốt. Dù là phiên bản mới năm 2024 nhưng mức giá bán chỉ vào khoảng tầm 37.500.000 cho phiên bản các bạn đang theo dõi trên màn hình ở đây là phiên bản tiêu chuẩn phanh thường, tức là không có hệ thống phanh chống bó cứng ABS. Mức tiêu hao nhiên liệu là 1,98 lít trên 100 km. Cái nội dung này thì không thay đổi quá nhiều so với phiên bản cũ. Còn lại những phiên bản cao cấp và thể thao trang bị hệ thống phanh chống bó cứng ABS, giá bán chỉ vào khoảng tầm từ 39.500.000 đến 40.000.000 thôi các bạn nha. Cũng với các màu sắc tương tự như cũ, phiên bản tiêu chuẩn gồm màu đen bóng, màu trắng đen và màu đỏ đen. Phiên bản cao cấp gồm 3 màu nhám này, đỏ nhám, bạc nhám và đen nhám. Còn phiên bản thể thao là phiên bản đường đua HRC với cặp mâm màu vàng đồng rất ấn tượng. Top 5 đã có những video cụ thể quay cận cảnh chi tiết từng màu sắc một rồi. Các bạn có thể vào kênh Top 5 của mình để tham khảo với mẫu xe này các bạn nha. Rất ok luôn để các bạn có thể nhìn ngắm với dòng xe Honda Winner X. Tiếp theo, đối thủ cạnh tranh trực tiếp là dòng xe Exciter phiên bản 1.5 các bạn đang theo dõi trên màn hình ở đây. Một phiên bản tiêu chuẩn màu đen bóng cũng rất đẹp luôn. Bộ tem màu đỏ đen phải nói là quá cuốn hút rồi. Mình thấy tổng thể thiết kế màu sắc của những mẫu xe Exciter cho năm 2024 này đều đẹp, đều phong cách và đều đáng để được quan tâm.
Phiên bản này cũng không có hệ thống phanh chống bó cứng ABS các bạn nha. Bởi các bạn biết rồi, Exciter năm 2024 ấy, đã có những phiên bản được cho hệ thống phanh chống bó cứng ABS, nhưng ấy, giá bán của nó sẽ cao hơn khá là nhiều. Trong thời điểm hiện tại thì phiên bản các bạn đang theo dõi trên màn hình ở đây đang được bán với mức giá bán vào khoảng tầm 48 triệu các bạn nha. Giá bán đã bao gồm thuế VAT cho phiên bản tiêu chuẩn này. Phiên bản này thì nó có hơi thua thiệt một chút so với phiên bản Honda Winix phía bên kia là chỉ trang bị chìa khóa thường thôi. Còn phiên bản Winix kia nó sẽ có hệ thống chìa khóa thông minh Smart Key. Màu sắc thì rất bóng bẩy đẹp rồi, bộ tem thể thao và phong cách. Tiêu chuẩn nên ngàm phanh của nó chỉ là một bít tông này, không có ABS này. Khối cân nặng cũng cực kỳ nhẹ các bạn nha, nhẹ hơn cả Winix chỉ 119kg mà thôi. Đi cùng với đó, khả năng tiết kiệm nhiên liệu cũng vượt trội hơn, chỉ ăn xăng ở mức là 1,91 lít trên 100km so với Winix là 1,98 lít trên 100km. Tuy nhiên những phiên bản cao hơn thì mức ăn xăng của nó cũng sẽ lớn hơn các bạn nha, lên tới là 1,99 lít tương đương với dòng xe Honda Winix cho những phiên bản phanh ABS này và phiên bản giới hạn Monster Energy và màu xanh GP. Đây các bạn có thể nhìn ngang xe với tổng thể thiết kế. Khối động cơ cũng sẽ vượt trội hơn với khối động cơ 105 phân khối trong hệ thống van biến thiên DVA, sản sinh ra công suất lên tới 17,9 mã lực, mô men xoắn vào khoảng tầm 14,4 Nm, mạnh mẽ hơn khá nhiều, lên áp đáp ứng được cái đa dạng cái phân khúc địa hình khác nhau. Dù các bạn đi tour đi phượt cũng được, đi đường thành phố cũng được, hay các bạn yêu thích tốc độ cũng có thể lựa chọn mẫu xe này các bạn nha. Trên những phiên bản cao cấp hơn thì nó sẽ trang bị ngàm phanh 2 bít tông. Phiên bản cao cấp sẽ không có ABS, giá bán vào 51 triệu. Còn phiên bản phanh ABS ấy, nó sẽ full option luôn, cũng ngàm phanh 2 bít tông cổng sạc chìa khóa thông minh. Rồi hệ thống phanh chống bó cứng ABS thì giá bán của nó vào khoảng tầm 54 triệu. Còn những màu sắc xanh GP, Monster Energy giới hạn thì giá bán của nó vào khoảng tầm 55 triệu các bạn nha. Toàn bộ giá bán mình báo các bạn thông qua video ngày hôm nay là đã bao gồm thuế VAT rồi, chỉ chưa bao gồm đăng ký mà thôi. Với những ai thích một trải nghiệm mới, khối động cơ mạnh mẽ, rồi các bạn có thể đáp ứng được đầy đủ các tiêu chí khác nhau, đặc biệt là cái điều kiện kinh tế các bạn nha. Tức là có điều kiện kinh tế tốt tốt một chút, thích những dòng xe côn tay ở đây thì bạn hoàn toàn có thể lựa chọn mẫu xe Exciter phiên bản 105 này. Tất cả các màu sắc năm 2024 đều rất đẹp, đều là những màu sắc xu hướng của năm 2024 luôn. Mình thì mình rất kết với những cái màu sắc đến từ Yamaha Moto Việt Nam, thể thao, hợp thời trang, hợp xu hướng và hợp xu thế trong thời điểm hiện tại. Nó sẽ nhỉnh hơn hẳn so với những cái màu sắc của những mẫu xe thuộc hàng Honda. Các bạn có thể lưu tâm lưu ý cho mình khi lựa chọn dòng xe Exciter phiên bản ở đây. Còn với những bạn nào điều kiện kinh tế thấp một chút này, thích những mẫu xe giá rẻ, côn tay cũng đủ dùng, trang bị cũng tiên tiến thì các bạn có thể lựa chọn dòng xe này, đặc biệt là đi tour đi phượt các bạn nha. Winix luôn luôn là sự lựa chọn hàng đầu giỏi trong phân khúc đi tour đi phượt, bởi càng đi càng đầm, càng đi càng chắc và càng đi càng êm. Và đó toàn bộ nội dung thông qua video ngày hôm nay, Top 5 đã chia sẻ cực kỳ nhanh để các bạn cùng tham khảo với hai mẫu xe Honda Winix và Yamaha Exciter phiên bản 105, đều là những phiên bản màu sắc tiêu chuẩn, màu sắc đen bóng của năm 2024 mới nhất. Rồi, cảm giác này của mình, nếu các bạn nhớ like, chia sẻ, đăng ký nhiều hơn nữa để ủng hộ kênh Top 5 các bạn nha. Xin chào và hẹn các bạn ở những video tiếp theo.